Thưa quý vị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Công về tội vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại điều 250 Bộ luật hình sự. Qua tài liệu điều tra, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 năm 2022, Công đã thuê người vận chuyển hai kiện hàng bên trong chứa hơn 7kg ma túy tổng hợp loại MDMA. Phát hiện sự việc ngày 10 tháng 1, PC04 Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố Công với cùng tội danh. Tuy nhiên, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố, Công đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện tại không rõ tung tích. Để phục vụ điều tra, gần đây PC04 Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Công. Theo lãnh đạo PC04 Công an thành phố Hà Nội, Công có ngoại hình điển trai, xăm gần như kín người. Nếu như phát hiện Công, mọi người dân đều có quyền bắt giữ, giải tới cơ quan công an gần nhất hoặc có thông tin thì báo ngay cho PC04 Công an thành phố Hà Nội theo số của điều tra viên Phùng Thế Phương là 094 444 5285.